Basketball, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình và xin chào năm 2023. Đến đây là thêm một năm nữa rồi. Hello Basketball, xin mong các bạn chúc các bạn năm mới mạnh khỏe, thịnh vượng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng video của chúng ta sẽ, khá là có hai thứ đồ đại mòn đây. Chúng ta sẽ có thứ nhất là về cái lịch năm 2023 này. Lấy cái trong hỏi cho hỏi ba, chúng ta sẽ cùng nhau mở ngày đầu năm mới, chúng ta sẽ cùng ông mở review cái bộ lịch 2023 của nhà xuất bản Kim Đồng này. Đồng thời chúng ta cũng sẽ review luôn cái tàu một tàu khác của Polaris, tàu S46, tàu cái này là tàu điện Doraemon. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu review về cái lịch này trước. Thứ nhất chúng ta sẽ có cái bộ lịch này, bộ lịch Doraemon năm 2023 do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Giá thì giá khoảng 55.000 đồng. Đây là bộ lịch Doraemon được cấp chính thức bản quyền và dấu của Kim Đồng này. Kim Đồng, nhà xuất bản Kim Đồng các thứ này. Đấy. Có vẻ nhìn khá là đẹp. Khá là đẹp đấy. Một cái series mà cũng gọi là rất là quen thuộc đối với rất nhiều người Việt Nam và vẫn còn độ ảnh hưởng tới thế hệ ngày nay. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau mở lịch. Ở đây là quyển lịch của chúng ta. Với các bạn thì chất lượng giấy các bạn có thể sờ, nói chung là chất lượng giấy khá là cao cấp. Có tem niêm phong các thứ, tem chúng ta đầy đủ này. Thế sau thì nói chung là in các cái gọi là các cái thứ nó cũng khá là quen thuộc đối với Doraemon, cửa thần kỳ này, có bánh rán Dorayaki này. Cái này thì chả biết tại sao lại ở đây mà cái này. Thì linh tinh thế kỷ 22, cat type robot mèo này, cái thứ là các tháng phía sau, ảnh các tháng sau thì cũng rất đẹp này. Tháng 1 cũng có các cái bảo bốn bảo bối. Tháng 2 mỗi tháng một cái màu cũng khá là đẹp. Đến tháng 3 thì có màu nóng hơn. Tháng 5, 6, 7, tháng 8, tháng 9, trong đó tháng 9 này. Nếu các bạn biết thì các bạn nhớ ngày sinh của Doraemon, ngày 3 tháng 9 đã được đánh dấu ở cái lịch này, Doraemon's birthday. Tháng 10, tháng 11, 22 và lịch năm 2024. Thì cơ bản thì với vai trò là một tấm lịch thì nó cũng không có cái gì là nó có cái vai trò cơ bản, vì cơ bản đã đóng vai trò là một cuốn lịch rồi, cũng không đòi hỏi gì hơn các cái hình ảnh đằng sau thì chỉ về Doraemon thôi. Nói chung là các cái hình ảnh rất là đẹp và rất là chất lượng. Đúng một cái sản phẩm được đúng một cái sản phẩm mà gọi là có cái bản được bản quyền do nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản ra. Đấy. Trong cái gọi là cái style với đồng nhất khá là gọi là rất style rất là đẹp. Không phải nó không hẳn là cái art style mà hay sử dụng trong truyện, nó là khá là gọi là original đấy, cái đấy. Thế với các bạn lịch 55.000 đồng cũng rẻ thôi, mua tại rất là các nhà xuất bản cũng sẽ có, các cái hiệu sách cũng sẽ có đó. Nói về cuốn lịch thì chúng ta sẽ đến với cái tàu S46, tàu
điện Doraemon. Thì thấy đây là một cái hộp này thì là ngắn hơn so với cả cái hộp bình thường, hộp nhỉ, cái hộp này là ngắn hơn cái hộp mà cái hộp bình thường, cái độ dài bình thường của Doraemon ở của tàu Pladio. Thì này chỉ có hai toa thôi, chỉ có hai toa này, toa một và toa hai ở đây, nên là cái hộp hộp chắc chắn ngắn. Đây các bạn thấy hai toa, toa ngắn. Đây phía trước thì như thường lệ chúng ta sẽ có ảnh của tàu, ảnh của cái hình ở tàu thật trên đường, đường xa cách lắp pin khá là, nói chung là các bạn để mình sẽ nhìn sau. Tàu này thì tàu điện trên mặt đất đi trên đường nên nó không thể là đi nhanh được. Nhìn ra cũng không có thêm các cái gì đặc biệt nữa. Đây là đây chỉ có tàu và độ tuổi là trên 3. Đây chúng ta có hình ảnh lái tàu Doraemon. Cũng giống đấy. Đó. Này, chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp. Sẽ có hướng dẫn. Có tổng. Có cái cạc, cái cạc thì hiện tại đang kẹt đây này, hơi vấn đề tí, sẽ có lôi được. Nên tàu lại thường thường này thì sẽ luôn có cái cạc. Đây là cạc của tàu S46, tàu điện Doraemon. Tàu điện Doraemon có cái tên Doraemon, nhưng mà đây là tàu điện mà không sơn này, phiên bản không sơn nó sẽ có tên là MLRV, MLRV 1000. Về cái tàu thật dầu của chúng ta đây, ta thấy cái cục xốp khá là dày, cục xốp rất là dày. Và thực ra thì người ta cũng không muốn làm cái tàu ngắn lắm. Chúng ta sẽ xem. Đây chúng ta sẽ có đầu tàu. Đó, đây là tàu tàu điện. Điện điện trên mặt đất. Phía trước chúng ta có hình đầu một nửa đầu Doraemon. Bên cạnh chúng ta sẽ có Doraemon này, Nobita và Chien. Bên cạnh, bên phía bên này chúng ta sẽ có Shizuka, Seiko và Doremi. Trên nóc thì chúng ta sẽ có cái phần cáp lấy điện ở trên. Và tàu này thì hơi đặc biệt một tí. Chỗ ở chỗ lắp pin thì sẽ lắp pin cái ống lắp pin ở phía trên. Công tắc ở đây. Toa thứ hai thì cũng chỉ là toa thứ hai thì nó là toa là chỉ cơ bản là toa toa này, nhưng mà đảo ngược lại thôi để mà đảo ngược lại để mà mỗi để bên để mà ở để mỗi bên nó có đầy đủ các cái nhân vật, các cái nhân vật thường thấy. Các bạn có thể thấy cái phần cửa, cái cần phượng, cái cần cửa cửa lên xuống đã được sơn theo sơn thành hình cánh cửa thần kỳ, một trong những cái bảo bối khá đặc biệt của một trong những bảo bối là thường xuyên thấy nổi tiếng của Doraemon. Mình không biết tiếng Nhật này, mình không biết là tên lộ trình này như tên lộ trình này tên gì. Đây phía bên này chúng ta có thể thấy thành phố. Ok, thế tức là ok, vậy thì đây là tàu đi giữa thành phố Imizu đến thành phố Takaoka, và tên
lộ trình tàu này đang trên lộ trình là Sơn, phía đầu tàu này là thành phố Takaoka. Bây giờ để mình so sánh, mình thử so sánh xem. Đây là một toa tàu phiên bản khá là dài. Với các cái loại Shinkansen mũi dài như này thì đây là cái loại mà dài nhất. Nhưng mà so sánh, rất ngắn. Đây một kích thước đầu tàu rất là ngắn nên là mới được nhận cái nên là toàn bộ cái phần phần này phần phần động cơ các thứ đã được làm riêng cho cái tàu này, khá là hay. Thể thấy ngắn nhìn rất là ngắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp pin. Đây phần động cơ phía trong khá là đặc biệt. Tự nhiên thì tàu này vẫn giống như tất cả các tàu Flareo đang sử dụng đang lưu hành hiện tại, sẽ sử dụng một cái pin A. Tàu Doraemon này được nhận một cái được nhận bộ toa được làm riêng nên là người ta cũng làm cho cái phần thân vỏ này khá là thấp hơn một tí so với là thân tàu bình thường. Đây là phần tàu tàu toa đằng sau. Thì nếu mà các bạn nhìn dưới đáy này, các bạn có thể thấy là cái tàu toa này người ta không sử dụng cái khung đuôi tàu bình thường mà người ta lại sử dụng cái khung cho tàu cho toa giữa. Người ta sử dụng khung cho toa giữa và cái phần người ta chỉ có làm thêm một miếng nhựa nên nó lấp đầy, nó không bị vỡ xuống thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho thử cho tàu. Như vậy chúng ta sẽ đến với phần kết thúc của video này. Có cách hình họa khá là đẹp rồi, đẹp cả thứ. Và tàu đây là một con tàu nhỏ, tàu nhỏ, tàu của Dario, chân tàu Dario đẹp, tàu Doraemon. Nhưng mà như vậy thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.